Việt Nam đề nghị Israel đảm bảo an toàn cho công dân. Bộ ngoại giao cho biết đã đề nghị giới chức Israel đảm bảo tối đa an toàn cho công dân Việt Nam và gia đình tại nước này. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 10, người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận định tình hình tại Trung Đông những ngày qua diễn biến hết sức phức tạp. Theo thông tin mà chúng tôi biết được thì công dân Việt Nam tại Israel vẫn an toàn bà hằng nói bà hằng cho biết cơ quan đại diện việt nam tại israel tiếp tục giữ liên lạc với cộng đồng người việt tại các khu vực xảy ra chiến sự và cập nhật tình hình của bà con đại sứ quán việt nam đề nghị giới chức sở tại đảm bảo tối đa an toàn cho công dân và gia đình đồng thời sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế người phát ngôn nói bộ ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân không nên hoặc là tránh đến israel nếu không thật sự cần thiết các công dân đang ở Israel cần chuẩn bị phương án cho tình huống, cần sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc là về Việt Nam. Công dân cần theo dõi thông tin của chính quyền nước sở tại và Bộ Ngoại giao để phản ứng kịp thời. Có khoảng 500 người Việt sinh sống và làm việc tại Israel, hầu hết ở các thành phố lớn, còn lại thì giải rác ở nhiều khu vực. Hàng năm, Israel cũng tiếp nhận hàng trăm tu nghiệp sinh Việt Nam, nhưng số lượng giảm mạnh trong năm nay với khoảng 180 người. Giao tranh giữa Hamas và Israel nổ ra từ hôm 7 tháng 10 đã khiến khoảng 8.000 người không qua khỏi. Israel đang tiếp tục không kích vào giải Gaza, trong khi Hamas cũng phóng rocket vào nước này. Để nhận thông tin phương án bảo hộ công dân và hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, công dân Việt Nam tại khu vực xảy ra xung đột đăng ký thông tin tại địa chỉ bit.ly gạch chéo đăng ký công dân VN tại Israel. Đưa dây nóng bảo hộ công dân 1. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel 972 50 818 6116 hoặc 972 52 727 4248 hoặc 972 50 994 0889. Thứ hai, Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao 84 981 84 84 hoặc 84 965 41 11 email bảo hộ công dân a.gmail.com